Justice là cái quyền lợi của chúng ta. Tại vì mỗi một năm đó có hơn 700 tỷ đô la tiền Federal Fund Justice. Nếu mà mình miss cái đó thì mình sẽ mất nhiều tiền cho Housing Welfare System, bu lên tất cả những cái đó là tiền Federal. Cho nên chúng ta ghi danh càng nhiều chừng nào thì cái quyền lợi của cộng đồng chúng ta càng nhiều chừng đấy. We are just going over the route. At this point, it's going to be about 13 miles. Hi, my name is David Bennett. I'm the media specialist with the 2020 census, and we are here over at Rosa Parks Elementary, Saturday, June 20th, to kick off San Diego Youth Count Census Caravan, where we're going to have more than 20 different vehicles that are going to be going from City Heights all the way to Chula Vista, basically to let other people know that they count and they matter. Should be in the middle.